xin chào các anh chị em quan tâm đến việc uh, lập trình trên uh, Cardano hôm nay thì mình sẽ làm một cái video uh, với chủ đề là sử dụng lucid trong lập trình off chain như thế nào làm thế nào chúng ta phải dùng lucid để tạo được cái một phiên giao dịch thế thì uh, chúng ta biết rằng là thông thường ấy, chúng ta có một cái ví dụ rất là điển hình là giao dịch giữa người A với người B thì chúng ta thường thường chúng ta làm một cái ví đây là một cái ví một cái, những cái ví đề của mình trên mạng lưới mạng preview giả sử chúng ta muốn chuyển cho người tự Alex sang Bob chẳng hạn thì chúng ta vào ví mà chuyển chúng ta tìm địa chỉ của Bob là ở đây nếu đứng ở Alex chúng ta sẽ làm chức năng chuyển cho bóp bao nhiêu tiền bao nhiêu ADA và chúng ta ký là xong thôi thì đấy là cái cách làm mà trên giao diện ví tuy nhiên thì chúng ta có rất nhiều cách khác với người lập trình ấy thì họ phải dùng các ngôn ngữ lập trình để làm việc này thế thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau xem cách dùng Lucid để giải quyết vấn đề này như thế nào đây là nội dung của bốn nội dung chính của cái slide ngày hôm nay cái video ngày hôm nay à, chúng ta đi vào luận đầu tiên ấy, thì nói rằng là lucid là cái gì và tại sao chúng ta cần cài đặt lucid như thế nào thì lucid là một cái có thể nói là gần như một cái từ đúng gọi là option language của Cardano giúp đỡ được việc là lập trình trên Cardano dễ dàng hơn rất nhiều build on Cardano build on Cardano the easy way các bạn người sẽ nhìn thấy đây là những cái mảnh ghép nó chạy nếu mà website của Carano, uh, website của Lucid thì thấy nó chạy như này, uh, thể hiện những mảnh ghép đang được ghép vào. thì việc cài đặt của Lucid cũng khá đơn giản. Uh, trước khi cài đặt Lucid thì mình đã qua cho Lucid là cái gì. Uh, Lucid thì cái từ Lucid có nghĩa là gì là uh, diễn giải một cái gì đó dễ dàng, uh, dễ sáng tỏ và dễ hiểu. Nó sẽ làm dỡ, gỡ đi những cái rào cản để giúp cho cái việc là xây dựng những cái giao dịch trên uh, mạng lưới Cardano cũng như là việc tương tác với smart contract nó dễ dàng hơn. Và một trong những điểm mạnh của Lucid là Lucid được xây dựng dựa trên uh, JavaScript và TypeScript. Giúp cho những uh, lập trình viên có thể là uh, tận dụng những cái thư viện của uh, hai ngôn ngữ này uh, tốt hơn. thì việc lập trình việc cài đặt của Lucid cũng khá là đơn giản này chúng ta vào website của Lucid thì thực thực tế đây là một cái nó là một cái phần của xây dựng trên Deno nên là cái việc cài ấy, chính là việc cài Deno trên khi cài Deno xong thì nó có sẵn cái phần của Lucid rồi thì mọi người sẽ nhìn thấy là cái lệnh cài nó là trên Deno lên ấy thì có một cái script nhỏ là install .sh mọi người chạy cái, cái, cái script này xuống thì sẽ cài đặt cái đặt xong thì có một cái điểm lưu ý với chúng ta ấy, là chúng ta phải export hai cái biến môi trường này ra để um, biết được là Deno đã đứng ở vị trí nào. Nó đang ở thư mục nào. Khi chúng ta gọi lại Deno ấy, thì nó gọi đúng thư mục ra nó chạy được. Thì mặc định uh, bởi vì là tôi cài đặt nó vào thư mục home, cardano.deno nên tất cả những cái thư viện liên quan đến Deno sẽ nằm ở đây. Các câu lệnh sẽ nằm ở đây nên tôi phải export một cái biến môi trường uh, để nó uh, tôi phải add thêm một cái biến môi trường uh, cái 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 folder vào cái biến môi trường ở đây có nghĩa là khi tôi gõ lệnh Dino thì nó sẽ tìm cái, trong cái folder này uh, ý nghĩa là như vậy lệnh này cũng rất là ngắn gọn này không có gì cả mọi người có thể vào website của Dino Hay tìm được uh, Lucid có thể thấy luôn rồi uh, bây giờ chúng ta quay lại <laughs> cái nội dung của slide chính uh, nội dung chính của slide là chúng ta muốn tạo một cái giao dịch giữa Alex và Bob. Giả sử như Alex muốn mua một cốc cà phê từ phía Bob, chẳng hạn, thì cô ấy sẽ phải lấy ví cho mình ra uh, năm ADA <laughs> để trả cho Bob. À. Thế thì cái việc này chúng ta có thể làm trên giao diện ví cũng được, nhưng mà hôm nay chúng ta không làm ở giao diện ví nữa mà chúng ta làm ở trên uh, Lucid. À. Thì uh, đây là cái um, phần lập trình của mình lập trình của mình. Đây là một cái đoạn lập trình ngắn để nói rằng chúng ta có thể sử dụng Lucid để chuyển từ Alex sang Chobot 5 Ada. Tôi sẽ phân tích cho các anh chị em thấy <laughs> Sorry mọi người. Nó gồm những cái cấu phần gì đây là cái um, phần này là chú thích thôi thì uh, nếu như anh chị em nào cần uh, trang web của lucid thì vào đây um, block frost vào đây um, bây giờ tôi import uh, block frost và lucid bằng lệnh này thì um, block là một cái đơn vị mà cung cấp api để giúp chúng ta thay vì chúng ta tương tác trực tiếp với node của Cardano thì chúng ta tương tác với Blockfrost sau đó Blockfrost sẽ sẽ giúp chúng ta cái việc là tương tác với Cardano node thế thì um, chúng ta phải làm một việc nữa ngoài cái việc là cả Cardano Lucid chúng ta phải làm việc nữa là chúng ta phải mở được một cái tài khoản trên website của Blockfrost và chúng ta có một cái API ID như thế này để uh, làm việc với mạng lưới của Cardano thì hiện giờ Cardano có mấy cái mạng quan trọng mạng mainnet, mạng Prepost và mạng Preview thì tôi đang dùng ở mạng Preview. Đây là cái ID uh, API key của tôi. Tất nhiên là cái key này tôi đã được tôi hoán đổi đi rồi, nó không còn đúng như này nữa. Uh, sau đó thì uh, chúng ta có thể load. Đợi việc đầu tiên chúng ta là gì? Chúng ta load cái ví. Chúng ta tải cái ví của Alex bằng hai từ ký tự của Alex ở đây hai từ ký tự này thì tụt tụt đã đảo đi rồi, không còn đúng như thế này nữa. À, khi mà chúng ta làm quốc chúng, chúng ta chúng ta cần tạo ra một cái hai từ ký tự uh, tạo ra một một cái tẹp hai từ ký tự nó chính xác hơn. <laughs> Sau khi chúng ta gọi cái ví của Alex lên rồi ấy, chúng ta chọn cái ví của Alex rồi ấy, thì chúng ta sẽ cái chỗ này là địa chỉ của Bob, địa chỉ của Bob chứ không phải địa chỉ của Alex được không? Nhà, nhà, chỗ này là địa chỉ của Bob mới đúng này. Đây là Bob. chúng ta sẽ chọn một cái giao dịch nó sẽ chọn một cái giao dịch là gì khi có địa chỉ của Bob đây rồi thì địa chỉ của Bob rồi thì chúng ta đứng ở cái ví của Alex đây là cái việc mà chúng ta đứng ở ví của Alex này bởi vì là cái Luis Newtex này nó sẽ lấy từ cái cái ví này chúng ta sẽ chi trả cho cái địa chỉ Bob 5 ADA và hoàn tất để là soạn một cái giao dịch. Sau đó chúng ta ký giao dịch. Sau đó chúng ta lấy ra cái TI cái giao dịch đó và chỉ thị lên màn hình. Thế thì ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy quay lại cái ví chút nhé trước khi chúng ta làm chúng ta quay lại cái ví một chút. Cái ví của Alex ở đây. Chúng ta sẽ nhìn cái giao dịch cuối cùng của về Alex ấy là đang ở F2F. Chút nữa chúng ta sẽ có một cái giao dịch nữa nó nằm ở đây lúc này là 9 giờ 58 phút đúng không ạ à, giao chúng... à, dịch cuối là 9 giờ 58 phút trên uh, hệ thống của tôi là 10 giờ uh, 20 phút AM chúng ta quay lại này mình nó chạy cái uh, cái file này thì cái lệnh chạy của um, cái này là gì lệnh chạy của cái file này uh, của Deno thì chúng ta có thể gọi lệnh Deno run lệnh là allow all để cho phép tất cả tên file là simple. ts Đó. À, chúng ta có một cái uh, có thể là cái file này xếp lại nó sẽ bị lỗi một chút rồi nó sẽ lại xem nào sau khi xây dựng xong thì chúng ta sẽ nhận được một cái mã giao dịch như này chính là cái mã của tay charge là cái chỗ này tay charge là cái đoạn kỳ cuối này Đấy, thì chúng ta đợi một chút chúng ta quay lại cái ví chúng ta sẽ nhìn thấy em cái mã hash này nó chạy ra ta nhìn cái mã này là c 1 cba ha c 1 cba chúng ta nhìn lại trên ví này hiện giờ có là nó chưa nó chưa refresh cái này nó chưa ra rồi ok đây C1, CBA thì Chúng ta sẽ nhìn thấy um, Đứng từ account của Alex Chuyển cho Bob 5 ADA Và đứng ở Bob này chúng ta cũng sẽ nhìn thấy cái Giao dịch nhận C1, CBA là 5 ADA Thì đấy là cái đoạn code rất đơn giản Chúng ta tạo, mở cái ví của Alex ra Chúng ta mở cái ví của Alex ra Xong rồi chúng ta soạn thảo một cái giao dịch Chuyển từ Alex sang Bob từ ví của Alex sang uh, địa chỉ của Bob, số lượng là 5 ADA, sau đó chúng ta ký cái giao dịch này và submit cái giao dịch này là xong. Ừ. Sau khi submit xong thì nó sẽ trả lại một cái TXH gọi là transaction hash và chúng ta in cái transaction hash này ra. Thì đấy là một cái ví dụ đơn giản để mô phỏng lại cái việc mà từ một người A chuyển uh, một cái giao, uh, tạo một cái giao dịch gửi đến người B và đây cũng là một cái giao dịch rất là điển hình trong mạng lưới blockchain sau này những cái thay đổi trên mạng cái blockchain này thì chúng ta chính là tạo nên những cái transaction và cái ở transaction đó thì có thể là uh, di chuyển tài sản hoặc là tạo thêm tạo mới tài sản ví dụ như là min token hoặc là đốt bớt tài sản là burn token hoặc là chúng ta tạo ra những cái certificate trên đó thì đó là những cái uh, giao dịch rất là uh, những cái giao dịch rất là basic với uh, mọi blockchain tuy nhiên nó sẽ được sử dụng trong nhiều mục đích khác nhau và khi các bạn hiểu các bạn làm được ấy, thì sẽ có thể là uh, chúng ta có thể linh hoạt áp dụng cho nhiều tình huống khác nhau cái đoạn code này tôi sẽ upload lên uh, trên github và chia sẻ với mọi người ở bên dưới cái video này uh, cảm ơn mọi người uh, rất nhiều cảm ơn các anh chị em đã theo dõi cái video ngày hôm nay hẹn, xin, uh, xin chào và hẹn gặp lại nếu các bạn thấy thông tin này là hữu ích hãy đăng ký kênh của chúng tôi bằng cách click vào nút chuông ngay bên dưới video này các bạn sẽ là những người đầu tiên nhận được thông tin khi chúng tôi ra những video mới nếu bạn muốn gia tăng thêm số ADA trong tài khoản của mình hãy staking đến pool ViteLai hoặc pool ADA của chúng tôi hướng dẫn staking chi tiết có ngay trong qr code các bạn thấy trên màn hình xin cảm ơn